Hơn 90% chủ nhà thường bỏ qua việc bảo trì bảo dưỡng cửa cuốn định kỳ. Hậu quả là gì? Hãy cùng Dinh Thành Đức tìm hiểu qua video sau. Nó thực sự nhỏ nhưng mà rất là quan trọng. Có rất nhiều khách hàng hiện nay đang sử dụng cửa cuốn mà quên mất một cái vấn đề bảo dưỡng bảo trì định kỳ của cuốn hàng năm là một trong những cái việc rất là quan trọng để giúp cho cái bộ cửa mình được hoạt động nó trơn tru, tránh được những cái nỗi đau, những cái phiền toái mà trong quá trình sử dụng hàng ngày mà khách hàng đang gặp phải. Chúng tôi đang có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại công nghiệp Đại Nghĩa. Hôm nay chúng tôi đến đây để bảo trì bảo dưỡng hai bộ cửa cuốn trước mặt tiền của công ty. Thì đầu tiên đó là cái vấn đề là của cái buli. Đây là cái buli nhựa mình để vào trong cái trục phi 114. Thì buli ban đầu của bộ cửa cuốn thì nó là 19cm, tức là cái đường kính nó khá là nhỏ. Và chúng tôi triển khai thay sang cái buli đường kính là 24cm. Tại sao chúng tôi lại phải lựa chọn cái buli lớn như này? Thì buli lớn này sẽ giúp cái lan cửa nó cuốn, nó sẽ không mở hết cái phần ngàm, nó không cố quá. Thì câu chuyện cửa khi vận hành đóng mở ấy, thì nó sẽ êm ái hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Còn cái buli nhỏ này thì nó sẽ khiến cửa siết chặt hơn, nó nhỏ lâu siết chặt hơn, dẫn đến những cái tiếng kêu về lâu về dài là nó không được tốt. Thay toàn bộ cái gáo nhựa nhỏ như thế này bằng cái gáo nhựa mới to hơn, đường kính lớn hơn. Hình ảnh trên trục như các bạn thấy đó, và khoảng cách nó rơi vào tầm khoảng 70cm một gáo nha các bạn nha. 70 phân đến 80 phân là một gáo. Tại sao lại 70 phân 80 phân là một gáo? Bởi vì các bạn để xa quá nhiều những cái đơn vị mà ráp cửa và tiết kiệm cái gáo nhựa này thì để nó xa quá, dẫn đến quá trình cái nan đầu là nó cách xa nhau, khi cửa bắt đầu vận hành kéo lên nó sẽ dễ bị đứt gãy cái đầu ốc ở phía trên, do mình tiết kiệm những cái là nó không đáng. Thì ở Dương Thành Đức làm mọi cái đúng chuẩn, đúng kỹ thuật. Chúng tôi làm luôn luôn có những cái bản vẽ shop của cửa cuốn phù hợp với từng cái kích thước, từng cái vị trí cũng như cái điều kiện xây dựng của từng nhà. Và kế đến là chúng tôi kiểm tra sang cái phần bọ nhựa bịt đầu nan. Thì cái hiện trạng do cửa cuốn ban đầu là không đi cái bánh xe dẫn hướng đầu ray. Đấy, như các bạn nhìn thấy ở trên kia là cái bánh xe trên đến đầu này, nó dẫn đến là toàn bộ cái nan cửa cuốn khi đóng mở nó sẽ cà vào cái đầu của ray, dẫn đến hiện tượng là vỡ bọ nan và đứt gãy bọ nan mòn như thế này thì các bạn thấy. Và chúng tôi sẽ triển khai thay sang cái loạt bọ mới, và chúng tôi cài lắp đặt thêm hệ thống là bánh xe dẫn hướng ở trên đó để làm sao đỡ được cái đầu nan khi lá cửa cuốn mà nó xuống, nó sẽ nằm trên cái bánh xe đó, nó tạo khoảng cách và nó không có mài mòn giữa tiếp xúc giữa nan cửa với đầu ray, tránh mòn lá đầu ray. Và sau đó thì chúng tôi triển khai là nắp thêm bộ còi báo động cùng với lại hệ thống rene tự dừng, phòng trường hợp khi mà cửa cuốn có những cái hiện trạng mà vướng bị sổ nâu hay như nào đó thì cái rene đó sẽ có tác dụng là như một cái công tắc đóng mở, ngắt cái quá trình hoạt động của motor lại, tránh cho bộ cửa những cái hư hỏng nặng. Tiếp đến thì chúng tôi kiểm tra đến hệ thống tự dừng, thì bao gồm có bộ ti đồng tự dừng. Thì toàn bộ do những cái mà cửa cuốn hoạt động lâu hay là quá trình lắp dựng là nó không được chi tiết, không được kỹ lưỡng, thì từ cái câu chuyện mà nan cửa và cái nẹp nhựa inox tự dừng ở bên trong thì nó dẫn đến móc cái nẹp nhựa inox tự dừng ở bên trong. Đây các bạn nhìn thấy đây, thì toàn bộ cái đầu bút đồng này sau một thời gian thì nó sẽ bị mòn như này và không có bảo dưỡng bảo trì định kỳ, dẫn đến hiện tượng là những cái này nó không còn trơn như cái đầu bút nữa mà nó bằng như thế này, nó có những cái đường gân đường viết đây, nó cỏ khi nó cửa đóng mở lên xuống thì nó sẽ cà vào, nó kéo cái thanh lẹp nhựa inox này lên, đi cùng với nó là nó sẽ đứt gãy và nó xảy ra hiện tượng như này, và bộ cửa nó mất hoàn toàn cái chế độ mà tự dừng, tự ngắt. Thì chúng tôi đã thay thế toàn bộ thành một cái bút đồng mới. Thì cái bút đồng của chúng tôi nó khác cái bút đồng như thế này. Bút đồng của chúng tôi là cái đầu này nó được bọc bằng một cái inox tròn to và rất là cứng cáp. Thì cái bọc inox đó để giúp cho cái
quá trình tiếp xúc với cái nẹp nhựa inox đảo chiều này nó được bền bỉ hơn và nó được lâu dài hơn. Và tiếp đến thì chúng tôi có nắp thêm một cái hệ thống còi báo động. Hệ thống này thì sẽ giúp cửa trong quá trình mà đang là hoạt động. Đang hoạt động thì khi bấm xuống thì gặp phải cái vật cản hay là cái chướng ngại gì đó thì cửa sẽ tự dừng, đi cùng với nó là tiếng còi báo động nó sẽ hú lên để báo cho chúng ta biết được là bộ cửa đang gặp vấn đề. Hai nữa là khi quá trình đóng mở, đóng hẳn xuống, tối mà đêm hôm mà chủ nhà đi nghỉ hay đi đâu đó mà đóng cửa ấy thì ai đó ở bên ngoài trộm chiếc mà có cậy cái cửa này. Thì ví dụ như khi mà trộm cậy đặt cửa lên thì nó sẽ có những phát ra cái âm thanh còi báo động như này thì trộm nó sẽ tránh xa. Thì để đảm bảo đi cái ráo nhựa nó lớn như thế này thay thế cho cái ráo nhựa nhỏ như thế này thì toàn bộ cái phần nắp chúng tôi sẽ cắt bỏ và đun nó ra để làm sao mà quá trình khi cửa cuốn lên thì đóng mở lên và nó ở trạng thái mà nó thẳng đứng nhé, nó không bị với như thế này và nó không bị ngửa như thế này. Thì đây là một yếu tố kỹ thuật là rất quan trọng trong cái khâu nắp dựng cửa cuốn. Một bộ cửa cuốn mà hoạt động được bền bỉ và lâu dài thì nó phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề người thợ. Thì ngoài cái giá trị lõi về sản phẩm đó là vật tư, vật liệu, sự kiện cũng như là tất cả những cái motor, còi báo động, rờ ne sổ nung, bánh xe dẫn hướng thì nó còn đâu đó là cái vấn đề của cái tâm của người thợ rằng cái bộ cửa này ráp có được chính xác tuyệt đối hay không. Thì bộ cửa mà được lắp dựng tuyệt đối đi cùng với nó là cài đặt những hệ thống an toàn, nó sẽ giúp khách hàng là yên tâm hơn. Sau khi chúng tôi xử lý xong thì bộ cửa đã hoàn thành, toàn bộ hệ thống là cửa hoạt động êm ái hơn này, rồi là nẹp inox đảo chiều đã được thay thế mới này, tự dừng hoạt động bình thường, còi báo động này, bánh xe dẫn hướng đỡ đầu ray để tránh cho cái lá nó không có bị mòn, nó thực sự nhỏ nhưng mà rất là quan trọng. Là các bạn là người khách hàng là chủ nhà dùng cửa muốn nên chú ý và lưu tâm những vấn đề này. Thank you.